Thưa quý vị, ung thư dạ dày là các tế bào của dạ dày phát triển mất kiểm soát, tạo thành các khối u tại dạ dày và có thể lan ra xung quanh và di căn. Bệnh liên quan đến vi khuẩn HB, chế độ ăn uống và một số yếu tố môi trường. Bệnh thường diễn biến âm thầm ở giai đoạn sớm. Hầu hết người bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày, chủ đề của tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu hai bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Văn Minh, trưởng khoa ngoại tổng hợp, và bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Thị Như Hiền, phó trưởng khoa khám bệnh, trưởng đơn vị nội soi. Xin được cảm ơn hai bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên được đặt cho bác sĩ Đào Văn Minh, đó là nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày ạ. Nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày có một số yếu tố sao? Tức là yếu tố môi trường và chế độ ăn uống rất quan trọng trong dẫn đến bệnh lý ung thư dạ dày, như là ăn nhiều thức ăn có hàm lượng muối cao như là thịt muối, rau muối, ăn nhiều thức ăn có chứa cái hàm lượng nitrat cao như là thịt khuôn khó hoặc là thịt chế biến sẵn, ăn ít vitamin A, C và uống nhiều rượu bia, hút nhiều thuốc lá. Yếu tố thứ hai là yếu tố vi khuẩn HB. Vi khuẩn HB gần đây được chứng minh là vi khuẩn HB gây teo niêm mạc dạ dày, nghịch sản, loạn sản, rồi dẫn đến ung thư dạ dày. Yếu tố thứ ba là yếu tố gia đình. Ước tính ung thư dạ dày có yếu tố gia đình chiếm khoảng 1-15% trong tổng số bệnh nhân ung thư dạ dày. Yếu tố thứ tư là yếu tố về các bệnh lý lành tính ở dạ dày và nhiễm xạ cũng gây nên bệnh lý ung thư dạ dày. Vậy thì cái triệu chứng và cái độ tuổi nào dễ mắc bệnh ung thư dạ dày, thưa bác sĩ Đào Văn Minh? Độ tuổi mắc bệnh ung thư dạ dày là lớn hơn 50 tuổi và nam mắc bệnh nhiều hơn gấp 5 lần so với nữ giới. Triệu chứng ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm là thường là không đặc hiệu, thường nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính khác như là chán ăn, đầy hơi khó tiêu, nôn và buồn nôn, đau thượng vị, tùy theo mức độ. Giai đoạn muộn hơn có thể phát hiện được là xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu, đi cào phân đen, hoặc là đau thượng vị điển hình kiểu loét, nuốt nghẹn, đau sau xương ức đối với ung thư ở vùng tâm vị, nâu do hẹp môn vị. Triệu chứng toàn thân là mệt mỏi, chán ăn, thiếu máu, suy kiệt. Triệu chứng thực thể thì khóm bụng có thể phát hiện được khối u ở thượng vị, hoặc là bụng bón do di căn phúc mạc, hoặc là hội chứng hẹp môn vị. Khóm ngoài da thì có thể phát hiện được hạch ở vùng thượng đầu mái trái do ung thư dạ dày dễ di căn hạch thượng đầu mái trái. Khi mà các khối u đã xâm lấn hoặc di căn ở các cơ quan khác đó, thì như là tụy, gan, phổi, não thì nó có thể gây rối loạn chức năng của các cơ quan đó. Ung thư dạ dày thường diễn tiến âm thầm và khi phát hiện thì hầu hết là đã ở cái giai đoạn muộn. Vậy thì như thế nào là ung thư dạ dày sớm và làm như thế nào để chẩn đoán sớm ung thư dạ dày? Câu hỏi dành cho bác sĩ Trương Thị Như Hiền ạ. Ung thư dạ dày sớm là những tổn thương ung thư chỉ khu trú ở lớp niêm mạc hoặc dưới niêm mạc, không tính đến tình trạng có di căn hạch hay không. Vì những cái tổn thương ung thư dạ dày giai đoạn sớm có kích thước khá nhỏ, chỉ vài mm cho đến dưới 5 hoặc đến 7 cm, nhưng thường nó không gây triệu chứng về mặt lâm sàng. Theo thống kê, người ta cho thấy là nếu mà ung thư mình phát hiện ở giai đoạn sớm thì sau khi can thiệp thì tỷ lệ sống thêm 5 năm là 80-90%. Nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn muộn, tức là tổn thương ung thư đã lan qua lớp cơ tới lớp thanh mạc, thì sau một phẫu thuật tỷ lệ sống thêm 5 năm chỉ có 10-15%. Do vậy nên cái việc chẩn đoán và phát hiện ung thư giai đoạn sớm rất là quan trọng. Và cái việc để chẩn đoán được ung thư dạ dày giai đoạn sớm chỉ có cách tầm soát ung thư bằng nội soi dạ dày và sinh thiết những thương tổn có nghi ngờ hoặc sinh thiết một cách hệ thống. Dạ vâng, vậy thì những cái đối tượng nào mà cần tầm soát ung thư dạ dày ạ, thưa bác sĩ Trương Thị Như Hiền? Những đối tượng cần tầm soát ung thư dạ dày, thứ nhất là những bệnh nhân, những người lớn hơn 50 tuổi. Thứ hai là những người có tiền căn gia đình, có người thân bị ung thư dạ dày. Thứ ba là những người có tiền sử đã bị viêm loét dạ dày hoặc tá tràng mà có nhiễm vi khuẩn HB.
Thứ tư là những người có cái thói quen sinh hoạt như là ăn nhiều cái đồ muối, đồ nướng hoặc là đồ hun khói. Thứ năm là những người có triệu chứng đau thượng vị, âm ỉ kéo dài. Thứ sáu là những người có chế độ dinh dưỡng như là uống quá nhiều rượu bia hoặc là hút thuốc lá nhiều. Thứ bảy là những người đã có tiền sử là nội soi dạ dày có hiện tượng teo niêm mạc dạ dày hoặc là viêm chuyển sản ruột ở dạ dày. Điều trị ung thư dạ dày phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, các bệnh kèm theo và thể trạng của bệnh nhân. Vậy thì bác sĩ Đào Văn Minh có thể thông tin thêm về những các phương pháp điều trị bệnh ung thư dạ dày được không ạ? Điều trị ung thư dạ dày là một là điều trị đa mô thức kết hợp giữa phẫu thuật, quá trị. Trong đó phẫu thuật là đóng vai trò chủ đạo quan trọng nhất trong điều trị ung thư dạ dày. Vì nguyên tắc phẫu thuật đối với ung thư ở giai đoạn rất sớm, còn ở lớp dưới niêm hoặc lớp cao niêm u nhỏ hơn 2 cm thì có thể cắt u qua nội soi. Còn đối với giai đoạn muộn hơn mà còn có thể phẫu thuật được thì các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bán phần dạ dày hoặc toàn bộ dạ dày kèm với nạo vét hạch. Còn đối với giai đoạn muộn không còn phẫu thuật được thì các bác sĩ có thể điều trị tạm thời như là nấu vị tràng, mã thông hỗn tràng nuôi an. Đây là phương pháp điều trị để kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Có hai phương pháp là phương pháp mổ mã kinh điển và phương pháp mổ nội soi. Trong đó phương pháp mổ nội soi là có rất nhiều ưu việt nên hiện nay được áp dụng rộng rãi. Phương pháp phẫu thuật nội soi thay vì mổ một cái đường dài trên thành bụng thì mổ nội soi là mã một vừa và lỗ nhỏ trên thành bụng. Qua đó các bác sĩ đưa camera nguồn sáng vào ổ bụng để soi các vùng mổ, và cũng trên các cái lỗ nhỏ trên thành bụng các bác sĩ đưa dụng cụ vô mổ bụng để phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật nội soi vì cái lỗ mã lỗ nhỏ thành bụng nên nó rất thẩm mỹ và ít biến chứng nhiễm trùng, ít chảy máu, ít đau sau mổ, phục hồi sớm sau phẫu thuật và rút ngắn thời gian nằm viện. Phương pháp thứ hai là phương pháp quá trị. Quá trị thì dùng thuốc để tiêu diệt cái tế bào ung thư. Quá trị thì có quá trị trước phẫu thuật và phẫu thị và quá trị sau phẫu thuật. Quá trị trước phẫu thuật áp dụng cho những trường hợp mà ung thư dạ dày trên bệnh nhân mà không thể phẫu thuật được vì lý do bệnh toàn thân, kinh tế hoặc là thể trạng. Còn quá trị sau phẫu thuật tức là quá trị bổ trợ sau mổ đối với áp dụng đối với trường hợp mà đã phẫu thuật triệt can, tức là dùng hóa chất để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại sau mổ để chấm cái tái phát về sau. Còn một cái quá trị nữa là quá trị giảm nhẹ, có nghĩa là bệnh nhân ở giai đoạn muộn không thể phẫu thuật được, quá trị để có giờ thời gian sống cho bệnh nhân. Một phương pháp điều trị nữa là phương pháp điều trị đích, tức là phương pháp điều trị trúng đích thì cũng dùng hóa chất để tác động lên các cái gen gây ung thư dạ dày. Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã làm chủ được kỹ thuật phẫu thuật điều trị nào hiệu quả cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày ạ? Thưa bác sĩ Đào Văn Minh. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng đã làm chủ được phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày và những năm qua là Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng đã triển khai thành công được rất nhiều ca bệnh ung thư dạ dày. Để làm tốt được phẫu thuật này thì bệnh viện cũng đã trang bị nhiều cái trang thiết bị rất là hiện đại như là dàn máy nội soi 4K do siêu âm dùng cho phẫu thuật mổ nội soi và các máy cắt nối ruột tự động dùng cho phẫu thuật mổ nội soi. Bệnh viện cũng có các đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản chuyên sâu và có rất nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật nội soi tiêu hóa nâng cao. Vậy thì những cái lưu ý nào dành cho bệnh nhân ung thư dạ dày mà đã được can thiệp điều trị, thưa bác sĩ Đào Văn Minh? Những bệnh nhân ung thư dạ dày mà được can thiệp điều trị, đặc biệt là
phẫu thuật. Thì sau phẫu thuật là hết sức chú ý đến dinh dưỡng cho bệnh nhân. Tại vì là ung thư dạ dày ngoài việc gây ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng của bệnh nhân còn gây suy mòn cơ thể. Nên là sau phẫu thuật càng tăng cường chú đồ ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung vi chất qua đường tiêu hóa và cả đường tĩnh mạch, như là truyền các dung dịch lipid, axit amin và các chế phẩm có cả dinh dưỡng và điện giải. Còn khi mà cho ăn qua đường miệng sau phẫu thuật á, là phải cho ăn nhiều bữa trên ngày, tức là lớn hơn 6 bữa trên ngày và mỗi bữa khoảng 200-300 ml. Ăn các thức ăn chế biến như là sữa, súp, vẹt cháo, nấu với thịt, rau. Nếu ăn bệnh nhân ăn và dung nạp tốt á, thì sử dụng một chất thức ăn từ loãng đến đẹp dần. Ăn cơm từ ngày thứ 20-30 sau phẫu thuật. Và ăn cơm là ăn chậm, nhơ kỹ, nấu nhừ với rau, thịt. Hạn chế các chất xa nhiều và những thức ăn cứng. Nên bổ sung 200 ml nước quả chín và mỗi ngày uống khoảng 2 cốc sữa. Người bệnh sau phẫu thuật sẽ đến tới khám ở bệnh viện 3 tháng một lần. Đến khám thì các bác sĩ sẽ khám lâm sàng và xét cho các xét nghiệm siêu âm bụng và chụp các lớp vi tính để đánh giá tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật và xem bệnh nhân có biểu hiện của tái phát hay không. Dạ vâng, xin được đặt câu hỏi đối với bác sĩ Trương Thị Như Hiền, đó là hiện nay là có một cái phương pháp, đó là tiêu chuẩn nội soi, là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm. Vậy thì bác có thể chia sẻ thêm về kỹ thuật này được không ạ? Để chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn sớm, như mình nói hồi nãy đó, là cái phương pháp có giá trị nhất vẫn là nội soi, tầm soát và sinh thiết những thương tổn nghi ngờ. Như vậy, khi nội soi tầm soát thì tại bệnh viện Phúc Hưng, những cái dàn máy nội soi, những dàn máy nội soi rất là hiện đại, và có thể với cái những dàn máy nội soi tại bệnh viện Phúc Hưng thì 90-96% có thể phát hiện được thương tổn. Và cộng với cái kinh nghiệm của những bác sĩ nội soi tại bệnh viện Phúc Hưng á, thì là những thương tổn nghi ngờ sẽ được sinh thiết một cách đầy đủ và có hệ thống. Và những mẫu sinh thiết này được hợp tác với bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh để đọc kết quả mô bệnh học và cho kết quả chính xác. Đối với những trường hợp phát hiện ung thư dạ dày sớm thì bệnh nhân sẽ được điều trị can thiệp kịp thời. Vậy dinh dưỡng để phòng bệnh ung thư dạ dày là gì, thưa bác sĩ Trương Thị Như Hiền? Dinh dưỡng để phòng người bệnh ung thư dạ dày thì cũng giống như những cái dinh dưỡng thông thường khác, tức là bệnh nhân phải ăn uống những cái thực phẩm tươi sống đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra phải hạn chế những cái thực phẩm có nhiều nitrat như là thịt cá muối, dưa muối hoặc là đồ nướng hoặc là thịt hun khói, và tránh uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá nhiều. Ngoài ra thì trong cái bệnh ung thư dạ dày, người ta thống kê thấy là béo phì thì cái tỷ lệ ung thư dạ dày ở trên bệnh nhân béo phì nó sẽ cao hơn những người thông thường, nên phải tránh béo phì, điều trị béo phì và giảm cân. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trương Thị Như Hiền và bác sĩ Đào Văn Minh. Và thưa quý vị, ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm, tế bào ung thư chỉ nằm ở lớp niêm mạc, nơi mà tạo chất nhầy của dạ dày. Ung thư chưa xâm lấn hoặc là đã xuống dưới niêm mạc nhưng mà chưa vượt quá 500 micromet. Nếu cắt bỏ toàn bộ phần ung thư là có thể khỏi bệnh. Tuy nhiên, người mắc bệnh ở giai đoạn đầu thì thường không có các triệu chứng, hoặc là có thì triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các biểu hiện bệnh không thông thường khác. Chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời là cách để bệnh nhân mắc ung thư dạ dày có thể kéo dài sự sống. Và xin kết thúc buổi tọa đàm ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.